something that he wants to perfect himself in his actions. The child has an inner guide that guides him to do these activities. By offering a reward or a punishment, we are interfering. We become the obstacle. Như là một người bày một cái bữa tiệc buffet ra và trẻ sẽ được lựa chọn những
bài học mà phù hợp với các con. Giá như tất cả trẻ em ở Việt Nam được học theo phương pháp Montessori thì các con sẽ thật là hạnh phúc. Còn với bản thân mình, khi mà tiếp thu được tinh thần của Montessori thì về nhà mình đã có sự thay đổi ngay lập tức với con. Đó là không ép buộc mà hãy cho con được lựa chọn, để cho trẻ tự kiểm xem còn việc gì chưa làm và con sẽ lựa chọn hoạt động tiếp theo của con. Everybody!